Hiện nay sản phẩm lăn khử mùi ETA siêu đã và đang chiếm lĩnh trên các trang mạng xã hội, đặc biệt hơn cả là các diễn đàn như TikTok, Facebook, bởi sản phẩm mang đến chất lượng cao mà giá thành lại bình dân. Dòng sản phẩm này giúp ngăn tiết mồ hôi hiệu quả số 1 tại Pháp. Liệu sản phẩm này có tốt và hiệu quả như lời đồn không? Thì trong video này, shop sẽ review cụ thể hơn về dòng lăn khử mùi ETA siêu, đặc biệt là những đánh giá chính từ khách hàng bên mình, để bạn có cái nhìn khách quan hơn khi quyết định mua sản phẩm này, vì dù sao thì đánh giá từ những người đã trực tiếp sử dụng rồi cũng là chuẩn xác và đáng tin nhất nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Khi dạo trên các diễn đàn làm đẹp, bạn sẽ thấy được đánh giá chân thật từ những bạn đã sử dụng lăn khử mùi ETA siêu. Hầu hết mọi người đều đánh giá và khen sản phẩm này khá tốt hợp với da của mình. Điều quan trọng nhất là lăn khử mùi ETA siêu được xem là thần dược giúp ức chế hiện tượng đổ mồ hôi nách ngay từ lần đầu tiên sử dụng và duy trì lên tận 72 tiếng. Theo trải nghiệm của nhiều khách hàng đã và đang sử dụng lăn khử mùi ETA siêu đã mua của shop mình, thì hầu hết khách hàng đều thích sản phẩm này và khen tính năng nổi bật nhất ở sản phẩm là không gây hiện tượng ố vàng trên áo, không gây ướt áo, mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu khi sử dụng sản phẩm. Ngoài ra, sản phẩm không có mùi nhưng ngăn chặn được mùi hôi, đây chính là điểm đặc biệt của lăn khử mùi ETA siêu, trong khi hầu hết các loại thông thường đều dùng mùi thơm để lấn át mùi hôi, nhưng không hiệu quả. Và nếu lướt qua các diễn đàn mạng khác, bạn cũng sẽ dễ dàng thấy được, những ai đã dùng lăn khử mùi ETA siêu này đều khen cả. Đó là lý do mà bạn có thể mua lăn khử mùi ETA siêu về dùng để cải thiện cho làn da của mình hơn nhé. Lăn khử mùi ETA siêu hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán lăn khử mùi ETA siêu hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.